thua là một trăm thôi, thua coi như từ uống rồi là coi như đi uống rồi một cái ăn thôi, đồng con trai không cho bán mà bán gì một ngày mà em có ăn năm sáu lần như nhiêu mừng tài đặt tàu mua coi như tài được có 200 ngàn không thì bán cho cái người khác, người ta tới được một lần giấy cho biết tôi biết gian cảnh rồi, biết gian cảnh rồi đó, coi là đủ gian cảnh đó đó, anh biết cái người mà bịt mặt đó đi mua giấy viết đó là ai, chị cũng ai cho đã một lần đó, đã chúng có thử một chỗ một cái răng miễn phí liền à, coi kỳ thôi là mặt cũng cây ngoại trang trang thôi tướng đồng mặt chắc chắn là mặt chưa, bây giờ chốt chốt rồi cái người mà bịt mặt mà đi mua mười giấy viết đó đúng không à, được hai lần này đó cái gì đốt nhiên nổ tại vì cái tướng nó bự lắm, nó tướng cao lắm. Gì? Gì? Cái tướng nó sao tướng mai được? Là tướng mai nó bự, nó xinh. Nó bự, tướng mai nó bự mà. Còn mà tướng nó là tướng cái gì đó? Rồi, vậy là coi hết trơn các clip gì đó hả? Coi hết, coi giờ nằm không là coi chứ coi giờ người đâu có bỏ. Dạ, tối người ta bay rồi. Tối người bay rồi. Lúc bay rồi mà mấy hồi bay được không? Đáng lẽ là về là gắn rằng mà mới có cái cháu như này thì có thể đi dạ dạ nghỉ nó quên à, rồi mẹ nó ngày nay đi ăn hôm nay gắn răng xong rồi đi ăn thử mới được một cái chuyện quay trở lại chứ giờ biết sao dạ dạ gắn xong rồi đi đi thử nha, xong có gì cần là quay lại là quay lại nha, quay lại bay với lại 5 giờ sáng là đi rồi à, 5 giờ sáng là bay rồi bây giờ nó có ship liền Nguyên ơi mà chị Trung ship liền hai set yến mà cái loại mà 700 mấy á, 750 cái loại 750 á, nói ship lên lên nha ba liền đi để cho cô lấy chú đem đi nước ngoài nha. Thấy không dặn cái gì không nhớ thiệt thế nào khóc rồi bớ Trung cái gọi lại cứ mới dặn Trung rồi về đây là răng à, dạ dạ dặn Trung Trung cái ok nó nặng rồi đúng là tự báo kìa, có việc tự báo luôn mới hay. Anh nào muốn dùng hai hộp yến đưa lên nha khoa, để bữa nào gắn răng là lấy luôn. Hứa với người ta đã đời, cô bữa nay quên chưa có mua trời ơi trời. Nguyên ship liền nguyên cho lên không? Cái gì mà báo từ trong bên ngoài về tới công ty vẫn còn báo vậy? Đi báo đó, tôi chưa là báo nói chưa chưa chưa. Vui đó là một người cái chiến thuật phải không? Chiến thuật cái ai trời ơi, có người dần nó chiến thuật lên kêu mình. Là cái chiến thuật trong về từ báo thôi như ta báo thôi như từ đầu luôn với ai được báo thôi như chắc cũng không được. Thôi nhưng mà anh lên bên chọn được từ điều cái làm MC á thì nó chưa vững vàng lắm, phải ổn định lại. Nếu mà xa xứng người dân á, tại người dân là giao giám viên, nó đứng được một dạng rồi. Ta có thể nói vô đốt rồi lại thì thế nào còn trắng nói đầu cây xuống mơ thôi mình học hỏi từ từ chứ người ta vô cà phê nói lại đôi khi nó được nói với con gái một ba thế được áo dài thì kẹo nghe là mặc đồ là thấy được mày trang phục xét về trang phục là thấy ổn xét về trang phục kỳ này là tôi trang 10 điểm á đã 10 điểm về trang phục có điều cái phần nội dung thì được mấy điểm chút à nội dung mà thôi như chưa như kẹo mấy nói còn là bóc chút cứ vừa một lớp bóc mà đâu có chuyên nghiệp đâu là giáo sư đâu có chuyên nghiệp chưa học được lớp chạy được rồi vậy là được rồi hả? Nhưng mà xét về thang điểm thì chấm mấy điểm về cái phần dẫn hả? Dẫn là thôi là chấm xong trời, như vậy là trên trung bình rồi, trời ơi như vậy là quá cao, nãy giờ đang suy nghĩ chắc 3 điểm không, nhưng mà phải xét cái clip nào hết coi như vừa lắp pin là coi liền rồi qua bữa sau nó biết dạ bữa sau mới lên TV mấy cái đợt mà có like rồi cái là like coi hết á, coi Facebook rồi coi like Facebook của bên kia nhiều rồi cũng đi đi like rồi con trang em tư bi rồi con ngon ốc với sò dạ thôi vậy là coi hết cũng coi không sót một bạn nào luôn, nguyên team là ủng hộ hết. Mấy ngày nay chú cày đi cho nguyên là nhóm vậy có thấy mệt mỏi gì không? Đâu gì cái chấm vô là xong rồi chấm vô là xong rồi mở cái chấm vô là xong rồi mở chấm vô là xong rồi đi làm việc khác cho nó đỡ đau đầu chấm vô coi như ông coi hết cho dài view coi như không mở hết cái bao view à chấm vô là rồi chú rất là có tâm nha, chấm vô là coi hết hết clip rồi hết từng nữa thiệt chứ cái yến ấy á mấy nguyên cái yến hộp 700 mấy mà cái loại yến khô yến nhỏ á yến khô mà sắc nhỏ rồi 750 không 750 á cái loại hộp nhỏ nhỏ á cái sáng nhỏ
bảy bảy loại trong đó đó. Ủa chú là ở đâu về nha? Ở Hà Lan. Hà Lan về. Là bên đó là con Phương là chắc từ năm nào bây giờ? Phương vừa mới nè em. Phương vừa mới ra thôi, đi để nha. Vợ chồng bán cua ở cái dòng xe cái gần cái cầu á. Dạ dạ. Rồi mới viết ở trên thuyền cái thuyền tay sống của thuyền tay lên lên tay sống rồi. Dạ dạ. Vậy là lâu lắm rồi. Rồi lâu nó mất rồi. Thì Phương nằm ngồi đó ngồi như vậy. Đâu. Nếu một sữa rồi xíu chiều ẩm rồi người dễ 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 vậy đó. Qua từ cái lúc mà sữa đã ẩm ngựa tới giờ dễ dễ dễ. Chú lần này là chú làm ăn có mắc không? Có mắc thì phải chỉnh nha, bên đây gắn xong rồi ngày mai bay nó lên gấp thì chỉnh cho anh xong rồi lại coi coi còn gì quay lại chỉnh chút xong rồi lại xíu nữa kiếm cái gì ăn. Nguyên ơi, ở đây mình có đồ ăn gì không Nguyên? Có bắp không? Bắp rang đó. Chú có trái cây có gì cho chú nhai thử nha, chỉnh cho thiệt kỹ với chú nha. Rồi ví dụ như mà về bên đó mà nó vẫn còn cứng một cọng một cái xíu xíu cái tóc nào á người ta vũ rồi đúng rồi đúng rồi đúng đó, học cái bài mà tôi ở Mỹ đi nhà Mỹ về cái câu hỏi gì rồi cọng một coi là cho cái lưới cũng đang tôi cổ là cọng một cái vũ từ vũ vũ trong cái lợi cái tóc nha chứ đúng là vậy thôi chị đang dài dài nhìn không bữa thử cứng lắm không cứng lắm mà dạ. Không biết qua hải quan coi như cái tre rèn coi như biết tại thì bằng cái nóc một không không sao cái hàm răng không sao. Còn ví dụ mà nó đi ngang không mà nó kêu mà nó cũng có cỡ răng nữa thì cũng cỡ thôi chứ có gì đâu. Dạ, không sao ở hải quan thì không có răng nữa mà nó rèn nó hỏi gì là răng giả thôi. Với một số người mà giống như mà mặt bít có tóc vào trong người rồi này kia đi qua nó vẫn kêu mà nhưng mà người ta sao người ta thấy dạ không có gì hết. Trời ơi chú về chú ủng hộ làm gan rồi ở ủng hộ tim bữa giờ theo dõi sát sao lắm nha này nè, tim nào gì gì nhất gửi nhất lọc là thấy hết chú cho chú. Nhưng mà bây giờ có nhiều người bữa giờ con quay clip lên nó tặng gan mấy em đó hình như là cũng bị supply hết giùm hai người rồi đó cả nó chơi nữa là đứa nào bị supply chứ cứ là bị ra thì coi như là cấu lên thì cháu cũng được lên hả? Rồi còn còn cái tay nhân tình đang tố quá kìa, chen chan quá kìa thì nó tấu với nhau coi gì vậy, nó mới vui vậy mới vui à? Vì cái tim như mà vừa thẳng nhất vừa già nhất rồi chứ vừa đen nhất bây giờ còn ăn gian nhất đó hả? Giờ cái tim của bốn cái nhất rồi đó thôi cái coi như cái được vậy coi nhìn tay ủng hộ dạ dạ mà coi mà coi mà thấy vui phải không? Coi vui chứ dạ dạ. Cái người ở bên nước ngoài á thì là thích coi mấy cháu một là làm quê ăn uống được cái gì đó coi thì tao thích như là ở quê á thì coi thích gì ở quê mấy cái đi du lịch trái coi như là đi giúp đỡ những cái con sâu người ta thì coi thì tuy nhiên mà cháu có chút pha hài vô để dành cái chút chứ nó có thêm cái gì cuộc sống. Dạ. Chứ coi như không thì coi như làm sao mình có vui. Dạ. Thế khi vừa học lên khi như vậy á chân thật. Dạ. Nghĩa chân thật là coi như cái gì khác rồi. Trời ơi tính ra là còn tụi con chân thật lắm luôn á, có bao nhiêu chuyên gian là con quay lên hết luôn rồi đó. Chứ con đâu có giấu cái gì đâu. Con gian con công khai mà chứ con có phải là đúng chỗ khi nào mà con lắp liếm liếm rồi này kia mới mấy sợ. Còn này anh gian nhiêu chiêu là chỉ hết rồi nha đó, có nhiêu chiêu xài hết rồi. Để cho Thái coi về một bên bị lên đạn, Thái là bị lên đạn đi chứ. Nó mắc bên đó cũng mắc lắm hả? Nó coi như là
hình như biết là nó làm hai hàng xong á là cỡ 2.000 euro, nhưng mà cái tiền nhổ nó khỏi nó răng á là 50. Ủa chứ không được nằm trong bảo hiểm hả? Nằm đâu bảo hiểm, một cái gói bảo hiểm mới 15 á, nói cao mình được có 500. Bởi vì là người trong nhà kho nó mới ở nhà thờ giờ mà cũng trẻ nữa, ta làm để ngoài người đó là để cho mình cũng trẻ vui năm lời á, là nó ở như thế mình 100 cũng trẻ, mình cũng trẻ lại 5 tấn ở như 500, còn mình cũng trẻ 1.000 thì trắng. Dạ dạ, nói chung là nó bị hơi hơi tốn kém nha, thôi cứ sắp xếp cái lần nào ấy lại sắp xếp về tụi con làm lại. Mà nó mắc vậy thôi, có một tháng ăn ngay được nha, con dặn nha. Ừ. Có nghĩa là bữa nay dặn cho nó im đi xong rồi về nó, xong rồi có gì để mà còn xíu xíu thế nào nó tự sự. Ngủ trên bà nói là ngủ trong, ngủ ngoài sợ nó phòng. Không, đúng rồi, đừng có để cho nó chạy cái ngủ, nó chạy cái ngủ nó đau là sợ, nó đau lạnh. Sợ nó chạy cái lúc đó. Dạ, thì có thể mà thấy nó đau đau là lấy ra ngủ phía trong cái mặt nó quá. Cái phần mà tiếp giáp với cái ngủ á. Dạ thôi, xíu thôi. Dạ. Trời ơi, riết mai mốt có chụp cái ghi trình tăng cho người ta luôn á. Nhưng mà cái quan trọng nhất là phải cái tấm cắn nó nhai, nhai đúng cái đà thì còn lại cái ghi trình nó như vậy. Dạ, mai này tôi người lớn là ở, không biết bao nhiêu bán bao nhiêu vé. Tôi vừa nó kêu 1.000 vé, không biết bao nhiêu. 6.000 vé. 6.000 vé. 6.000 vé mà. 1.000 mới biết, còn 5.000 cái thường. Ba. Con ghi hết á, con ghi hết á, tại vì con đi con thấy bà con bán biết hết trơn, ai cũng trong cái ngày đi coi. Người ta chỉ nghe là biết sự cho người ta chứ gì tốt tới 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 điều đó là điều quan trọng chứ. Con thấy là đông lắm, là con của bác thương lắm. Thì cũng bị thôi chứ mấy trăm vé đi đi phát, đi phát nó hoài á. Dạ thấy không á, thì lẽ tụi con cũng hơn bị một ngày dạ hôm nay đi hoạt động lại bình thường. Hơn một lần nữa thì cảm ơn chú rất là nhiều. Cảm ơn tất cả bà con của bác đã theo dõi tim cũng như là yêu mến anh Thương, rồi con cũng được nghe lại. Rồi cảm ơn anh Thương và cảm ơn điều quá là bà uy tín, phải có uy tín. Dạ. Và thương đó nó anh nói rằng là dạ. Anh chỉ giới thiệu không? Còn... À, chỉ giới thiệu thôi, còn lại là cái chuyện làm như dạ, thế nào là dạ, dạ, nhưng mà người ta đã hiểu quá, à, ra chỉ giới thiệu, nhưng còn mình biết là cũng như thế. Thương nó tránh, cứ gọi nó luôn là cáo, mình gọi nhìn đậm ràng. Dạ, dạ, nó bị dở đi. Dở, chỉ là giới thiệu, đại đệ tử của Thương 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 là chỉ giới thiệu thôi. Dạ, dạ. Còn, còn sau đệ tử là gì đó. Rồi tự làm với nhau, rồi bà con của bác về thì phục vụ sao cho tốt nhất. Nhưng mà Thương hay là cái sắp xếp của cô cha đệ tử cứ là làm được nào, cứ là làm được cái gì, không phải như khi vừa khó nhận đệ tử, đệ tử thương vừa có nhiều lắm nhưng mà thôi như thế, chỉ cháu là dùng nhớ được tên được mà tại đủ quá, chạy dưa lại làm bên ngân hàng khó, cháu rồi thôi như là vân vân thầy bây giờ cũng leo lên cũng đi. Cậu đi dẫn hay lắm. Bữa nay hai bữa là bên si này hay lắm. Thấy được, được. Thì tôi móng chứ, thầy móng chứ đâu có lấy đâu. Dạ. Nhưng mà đã được thì cũng được. Dạ, dạ. Cũng được hết, phải được hết. Dạ. Rồi thôi xin phép tới clip nha. Xin phép uống nha, giờ con chạy xuống tại con ngày 9 giờ với anh Cường với mọi người. Thôi đi. Con phải xuống kết sổ, tại bữa nay con dạy chắc rồi. Mai này ác rồi phải hết sổ mới chung tiền. Đúng rồi, còn phải sống lên 1 triệu về mới được. Bây giờ là 3 ngày đi ăn cơm, bữa giờ là hết 70 triệu rồi. Ăn uống rồi săn cọ rồi bắt đầu là đi đây đi đó. À, thấy ông còn thời hay không? Dạ. Sư bộ ông nghe. Ngày ông cỡ nào là ông gạt. Nói ông là tôi động diễn mà luôn đến ngày ông không được. Đừng có nghĩ là lấy mặt em mà chứ. Ờ, nhớ ông tôi giống ông gạt là tôi đi cũng lúc đó. Rồi ông không giờ ngày ông tay nữa. Dạ, dạ. Rồi thôi, nhưng xin phép kết clip nha cả nhà. Đấy, đi xin chào bạn nha. Dạ. Chào bà con.